tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến thành phố Tam Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự. Công trình cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, nối hai xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên được khởi công xây dựng vào năm 2009. Cầu có kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 18 km, tổng mức vốn đầu tư 3.450 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu dài 1.482 m, rộng 25,5 m. Phần đường dẫn hai đầu cầu có mặt cắt ngang 38 m, tổng chiều dài là 16,8 km. Điểm đầu nối với đường ven biển thành phố Đà Nẵng, Hội An. Điểm cuối nối với xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Theo các chuyên gia đánh giá, cầu Cửa Đại là công trình có kỷ lục về bề rộng nhịp đúc, khẩu độ đúc hẫng với khẩu độ 150 m lớn nhất Việt Nam hiện nay. Do cái công trình này, cái ý nghĩa của nó là sẽ là một công trình phát triển kinh tế biển, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế du lịch và các ngành kinh tế có một cái hàm lượng chất xám cao lên thì các nhà đầu tư sẽ đến đây. Đây là cái điều kiện để mà kêu gọi các nhà đầu tư đến với Quảng Nam của chúng ta, đến với Quảng Nam của chúng ta. Từ đó mà tăng sản xuất thì giải quyết việc làm, giải quyết việc làm thì nâng cao đời sống để cho người dân. Và mục đích cuối cùng của chúng ta không chỉ làm cầu, làm đường mà sẽ phải đem đến cho nhân dân Quảng Nam một cái cuộc sống mới hơn, tốt đẹp hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Quảng Nam có chính sách phát huy tác dụng của cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển để khai thác tiềm năng kinh tế biển, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá.